Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, con sao vậy? Tiểu Bảo, nhìn lên. Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, nhìn lên. Tiểu Bảo à, nhanh lên, nhanh lên đi. Tiểu Bảo, đây, ráng lên con. Không biết ông thầy thuốc kia cho Tiểu Bảo uống thuốc gì mà không hết bệnh, trái lại thấy càng nghiêm trọng hơn, vừa thổ tả vừa ói. Ngày mai đến tìm thầy thuốc đó tính sổ mới được. Tính sổ gì? Thôi bỏ đi. Hay là đến miếu để cầu xin bùa về cũng là cơ hội. Được thôi, em nói sao thì làm vậy. Thật ra trong lòng anh bây giờ đã rối bời. Em thấy gì được thì cứ làm. Nam mô cứu khổ cứu nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Tú Phụng, Tú Phụng à, thật là trùng hợp, chị Thi cũng đến đây lễ lại à. Con dâu nhà tôi mới sinh thêm một cháu trai, hôm nay vừa tròn một tháng nên tôi đến đây để tạ lễ. Chúc mừng chị, con cháu đầy nhà. Nè, đâu có, mấy ngày nay tôi bận chăm cho cháu. Nghe nói Tiểu Bảo nhà cô bị bệnh, giờ sao rồi? Cảm ơn chị Thiên đã quan tâm. Bệnh của Tiểu Bảo chẳng thấy thuyên giảm gì cả. Vợ chồng tôi lo cho cháu lắm. Nghe mọi người nói vì thầy thuốc này hay, vì thầy thuốc kia giỏi, chúng tôi đều đưa đến khám xem, nhưng rồi chẳng tìm được nguyên nhân của bệnh. Hả? Kỳ lạ thế nào? Cháu hả? Nó cứ đau gì ở trong bụng, không ăn thứ gì được, hay mà ăn vào thì lại ói ra vậy đó. Vậy thì khổ cho Tiểu Bảo rồi. Nhìn thấy Tiểu Bảo ngày càng gầy đi, lòng vợ chồng chúng tôi đau xót vô cùng. Thầy thuốc trong xóm đều khám hết rồi, nay đến miếu này để cậu xin trời Phật gia hộ cho Tiểu Bảo. Chắc chắn cháu sẽ khỏe ra thôi. Sao anh chị không đưa cháu đến huyện? Trên ấy có bác sĩ Tây Y khám xem sao? Tây Y có chắc ăn không? Chị Thi nói cô vô cả khó sanh. Nếu không nhờ Tây Y cứu chữa thì cô dâu ấy khó mà sống được. Đâu có bây giờ nhìn thấy dâu thấy cháu của mình như vậy. Dâu chị Thiên khó sanh con, còn Tiểu Bảo chúng ta không phải cùng bệnh như vậy. Rồi bệnh viện không phải chỉ có một bác sĩ thôi đâu, trong đó có rất nhiều khoa, họ trị các bệnh khác nhau. Vậy thì phải tốn bao nhiêu tiền? Nghe nói nhà chị Thiên đã tốn 30 đồng mới cứu được mạng con dâu và cháu. Nhưng quả thật nói bệnh của Tiểu Bảo mà chữa Tây Y thì vấn đề tiền bạc đối với nhà mình không biết tốn bao nhiêu. Sau khi Tiểu Bảo hết bệnh rồi, ăn uống được rồi, lại cầu trời Phật, ở trong nhà lại buôn bán cũng được. Đừng đem đứa trẻ giao cho người khác. Tiền bạc bây giờ người khác đang mượn. Anh lại nói việc gì nữa đi. Trong lòng anh chẳng lẽ cố ý để Tiểu Bảo bệnh vậy sao? Em cảm thấy thật kỳ lạ. Số tiền này so với mạng con mình đáng là bao? Con người anh thật là. Em nghĩ hai chúng ta cùng chung lo. Anh từng nói vậy mà. Tiểu Bảo là đứa con duy nhất. Thấy nó bây giờ như thế, lòng tôi đau xót biết chừng nào. Tôi tức thật, không phải là bệnh của tôi. Mẹ, mẹ, mẹ. Tiểu Bảo tỉnh rồi à? Này, bảo bối ngoan của tôi. Tiểu Bảo, tỉnh rồi hả? Mẹ đưa nước cho con uống nha. Nhanh, lấy ly nước đi. Tiểu Bảo, con khát nước rồi phải không? Không khát. Đói bụng rồi. Này, đói rồi.
Tiểu Bảo vừa khát đang chờ nước và tỉnh lại no đôi bụng. Thật là cảm ơn trời đất, cảm ơn thần linh. Tiểu Bảo à, má làm cho con tô mì được không? Thái Khải, không ăn sao? Vậy con muốn ăn cái gì? Con muốn ăn thịt. Ăn thịt. Được rồi, nhanh đi nấu tô mì thịt heo cho Tiểu Bảo ăn. Được được được. Con không muốn ăn thịt heo. Vậy con ăn thịt gà. Cũng không. Vậy con thịt gì? Không đâu. Vậy thịt dê được không? Không được. Tiểu Bảo ngoan của cha nha, nói cho cha xem con muốn ăn thịt gì. Thịt ngựa. Thịt ngựa. Thịt ngựa. Tìm ở đâu đây? Tiểu Bảo à, thịt ngựa rất khó ăn, không thể ăn được. Chúng ta ăn thịt heo, thịt dê nha. Không được. Nấu các thịt lại thì trị nhiều bệnh. Con đừng ăn thịt ngựa. Đừng ăn thịt ngựa. Chúng mình không nên ăn thịt ngựa. Con không chịu đâu, con chỉ muốn ăn thịt ngựa. Con muốn ăn ngay bây giờ. Con muốn ăn ngay bây giờ. Con muốn ăn thịt ngựa. Tiểu Bảo ngoan, chiều nay con chưa có ăn mì. Mình ăn mì trước nha, rồi uống thuốc, được không? Không được, con chỉ muốn ăn thịt ngựa. Tiểu Bảo ngoan nào, cha con hôm nay không phải nói rồi sao? Ở chợ và các tiệm không ai bán thịt ngựa, cũng không ai ăn thịt ngựa đó con. Mẹ, đem con ngựa trắng của nhà chúng ta giết cho con ăn có được không? Được, để mẹ bàn với cha con xem thế nào. Đây, Tiểu Bảo ngoan, uống thuốc đi con. Cha Tiểu Bảo, Tiểu Bảo vừa mới nói, anh có nghe không? Nói với anh, con mình bây giờ có ý nghĩ như vậy. Có phải là bệnh tình của nó càng ngày càng nghiêm trọng hơn không? Bậy bạ. Tiểu Bảo mình không có việc gì. Nhưng anh đã quyết định rồi. Như thế này, anh quyết định giữ con ngựa của nhà mình lại. Đem nhà của chúng ta bán đi, rồi đưa Tiểu Bảo lên thành phố để khám nghiệm Tây Y xem sao. Anh đưa Tiểu Bảo khám Tây Y nhanh đi. Anh đưa Tiểu Bảo của chúng ta lên huyện để khám Tây Y nhanh lên. Con ngựa này giúp đỡ chúng ta, đây là phương tiện làm ăn. Nếu giết nó đi, sau này vợ chồng mình làm gì để sống? Nhà mình